Khác hẳn với lợi thế so với khi Indonesia đang dẫn với tỷ số 2-1 ở những phút cuối của hiệp thi đấu chính thức 2. Nếu tính cả thời gian bù giờ của hiệp phụ thứ hai thì có thể là trận đấu còn khoảng 7 đến 8 phút nữa. Nhưng cách biệt hai bàn đến lúc này được coi là an toàn đối với U22 Indonesia. Họ đang thi đấu hơn người. Tinh thần thi đấu của cầu thủ U22 Thái Lan gần như đã bị đánh sập. Và thể lực của đội bóng áo xanh bây giờ cũng không còn sung mãn nữa. Một trận đấu bào mòn thể lực của cầu thủ hai bên. Đáng ngại hơn cả là phía cầu thủ Thái Lan, họ đã hết quyền thay người và hậu vệ cánh Phong Sakon vẫn chưa thể tiếp tục quay trở lại sân. Hiện tại thì cầu thủ ở Thái Lan chỉ còn 8 cầu thủ trên sân mà thôi. Reahan không việc gì phải vội vàng cả với cầu thủ Indonesia. Giờ đây thì họ tự tin là có thể bảo toàn được thành quả để hướng tới việc giành huy chương vàng tại SEA Games lần này. Reahan, Ricky Rito, Marcelino. Đây là Rio Fabi. Cầu thủ vào sân thay người này vẫn còn thể lực rất tốt. Marcelino quay, không vào. Một pha vượt bật nhả trong vòng cấm đầy tự tin của Marcelino Ferdinand và Reahan. Rất may là cái tay của thủ thành Thiragut đã ngăn cản tình huống dứt điểm và ghi bàn của Marcelino Ferdinand. Đúng là Marcelino Ferdinand không có duyên trong trận chung kết này. Nhưng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là Indonesia có thể giành tấm huy chương vàng. Và đóng góp của Marcelino Ferdinand vẫn là điều không phải bàn cãi. Vô cùng quan trọng trong chiến tích này. Bây giờ thì nếu trận đấu có kéo dài thêm tiếp sau 120 phút thì Thái Lan cũng không có cơ hội. Mọi thứ đang ngang ngũ. Bây giờ có lẽ với hai đội chỉ còn là chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài mà thôi. Tiếp tục là một thẻ đỏ. Thẻ đỏ dành cho Terasak. Thẻ vàng thứ hai của Terasak trong trận đấu này. U22 Thái Lan đã phải nhận tới 3 thẻ đỏ. Đã bị chốt quyền thi đấu bên phía U22 Thái Lan nếu chỉ tính các cầu thủ ở trên sân. Ở trận này là thủ thành Sopongwit, trung vệ Jonathan Kemdi và vừa rồi là tiền đạo Terasak. Thẻ đỏ, 4 bàn thua và những tình huống rất đáng quên. Một trận chung kết chắc chắn là các cổ động viên của bóng đá Thái Lan không muốn nhớ. Burachet. Những nỗ lực cuối cùng của U22 Thái Lan. Quá mệt rồi. Chan Arong đã không còn sức nữa để thực hiện đường truyền dành cho đồng đội. Hiệp phụ thứ hai chuẩn bị bước sang thời gian bù giờ. Pha ra 4-2 rất thuận lợi nhưng vẫn chưa có được bàn thắng thứ năm. Một con Bekaputra 5-2, chiến thắng quá tưng bừng dành cho cầu thủ Indonesia. Lợi thế hơn người đã được cầu thủ áo đỏ phát huy tối đa.
Kể cả chưa có bàn thắng thứ năm vừa rồi thì tấm huy chương vàng cũng khó có thể thoát khỏi cao thủ Indonesia, khi mà trong hiệp phụ họ đã phát huy được lợi thế hơn người của mình để tạo cách biệt hai bàn thêm một lần nữa, và bây giờ cách biệt là 3-3 rồi. Những giọt nước mắt quá hạnh phúc của Beckham Putra. Vừa vào sân chỉ ít phút thôi, Beckham Putra đã ghi tên mình lên bảng tỷ số. Một cầu thủ dự bị cũng rất có duyên ở giải đấu này. Beckham Putra là người đã được lựa chọn đá chính trong trận đấu đầu tiên tại vòng bảng của Indonesia. Nhưng màn trình diễn mờ nhạt của cầu thủ mang áo số 10 này sau đó đã khiến cho anh liên tiếp để mất vị trí đá chính. Nhưng ngày hôm nay khi được trao cơ hội vào sân từ băng ghế dự bị và trong hiệp phụ thứ hai, anh đã ghi bàn. Có lẽ là trận đấu đã kết thúc đúng như vậy. Tỷ số đã an bài. Kết quả chung cuộc, UAE Indonesia đã giành chiến thắng trước UAE Thái Lan sau thời gian hiệp phụ với chiến thắng chung cuộc 5-2. Tấm huy chương vàng mà bóng đá nam của Indonesia chờ đợi suốt 30 năm cuối cùng đã tới với thầy trò huấn luyện viên Indra Safri. Một trận chung kết căng thẳng, kịch tính và quá nóng bỏng. Một trận đấu làm việc mỏi tay của trọng tài người Oman, trọng tài chính ông Ali Kasim, khi đã phải rút ra tổng cộng là 7 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng. Xin được chúc mừng các cổ động viên của Indonesia, và UAE Thái Lan cũng đã phải nhận thất bại trước UAE Indonesia. Đội bóng tại bán kết đã vượt qua đội tuyển UAE Việt Nam của chúng ta đầy may mắn trong thế phải thi đấu thiếu người. Tỷ số chung cuộc là 5-2 nghiêng về phía UAE Indonesia. Quý vị khán giả thân mến, buổi tường thuật của Đài Truyền hình Việt Nam trận đấu chung kết tranh huy chương vàng môn bóng nam SEA Games 32 giữa hai đội tuyển UAE Thái Lan và UAE